Rồi cái dương mai còn hầu nữa, bị giỏi quá. Giờ 4 giờ khách tới lai lai rồi. Giờ khách tới ngồi chơi tại Hòa Mâm. Mấy gì của cô để về tới hả? Cà đi lấy nước. Đi ngang ghẹo bên này ghẹo kia. Đó, đi ngang ghẹo lại đây vô. Đi thôi bãi trời. Đi xuống đi. Chơi nhiều qua chứ không. Em chào chủ nhà. Hello Nam Việt. Giống ngoại hello luôn à. Chào anh kìa. Ngoại ơn Úc mày không biết tay. Úc có sao không được thân người. Bạn Nam Việt vậy Nam Việt hả? Không biết chị nghĩ gì mà chị nghĩ gì.
hai người tuổi này thì chết thì còn mình hai con thánh nó còn không hao, cũng như nó không lột mấy kẻ để già đỡ như mẹ mình được ha, gì được nó lột cho mấy kẻ nó biết thôi, nhưng mà mình chạy qua luôn quẹo gì ta trái lên cầu như cái đó mà lý là bác sĩ nó tâm lý trẻ vậy là không có bệnh luôn, nó bớt luôn á, không có đầu kia rồi không thấy người ta chết tại sao vậy đó. Còn tà đường ăn cơm đi là được. Để cho nó đi không có trọng luôn. Vậy đó, chị nói thiệt là